Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với giải đấu bóng đá Tứ Hùng Doanh nghiệp Cup 2024. Lắng nghe tiếng nói của nghệ thuật, công ty dược phẩm BioCare tự hào là đơn vị số 1 tại Việt Nam về vi sinh, tăng cường miễn dịch và canxi hữu cơ. Là tình đá Oblast, cầu thủ đã ghi tới 3 bàn thắng trong trận đấu thứ nhất, tường chính trên hàng tấn công của CO 1987 và là một cầu thủ hoạt động rất hiệu quả trong trận đấu thứ nhất. Liên tục là những cú sút được tung ra từ CO 1987. Họ đang 1-88 duy trì đội hình bao gồm 4 người ở khu vực giữa sân. Một cú sút. Không được. Vẫn là tình huống bóng thuộc về bên phía luồng màu đỏ. Đây là Đức Hàn. Dứt điểm ngay, tuy nhiên bóng đi thiếu chính xác. Những tình huống tranh chấp bóng rất quyết liệt ở khu vực giữa sân. Một điểm nóng, cú dứt điểm đường chuyền không được. Một cú dứt điểm, tuy nhiên thì nó lại thành một đường chuyền. Bóng đã đến rất gần khung thành, tuy nhiên không có ai tiếp ứng trong tình huống lại được sự hiệu quả dành cho 88 hay không. Vẫn là những tình huống phối hợp đá phạt. 88 bẻ gãy một cách dễ dàng. Họ quyết định chơi phòng ngự, sút xa nhiều. Chuyển bóng tốt, không thể tung ra đường chuyền quyết định. Và vẫn là một cú dứt điểm nữa. Đức Hàn ngay lập tức ngăn chặn. Và đó là ba tình huống. Trên cương vị là một huấn luyện viên cũng như là một khán giả thì tôi cũng sẽ mong chờ trận đấu này có thể đi tới dài nhất. Một trận đấu thơm ngon tới giọt cuối cùng, có thể là một loạt pen. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với giải đấu Tứ Hùng Doanh nghiệp Cup 2024. Và sau đây là những diễn biến tiếp theo trong trận chung kết, trận thi đấu quyết định trong ngày thi đấu hôm nay. Một ngày thi đấu quá nhiều những khu vực cảm xúc và những quý vị khán giả ngó sành. Đây vẫn là một số 87 nữa tung ra cú sút. Khoảng trống không được. Bóng lập bập và tình huống dứt điểm được tung ra từ MC CO 87. Cú dứt điểm của Việt Gỗ và đó là bàn thắng mở tỷ số của trận đấu này. 1-0. Quá bất ngờ, một tình huống mà bóng lập bập trước khu vực khung thành. Việt Gỗ ập vào đá bồi và đã tìm được cho mình một bàn thắng. Bây giờ là Tuấn Sơn. Không được. Những chân sút bên phía 88 vẫn không ngừng tung ra những cú sút. Tuy nhiên thì nó vẫn chưa thể tới được khung thành. Xuất cửa chống cháy, quạt công nghiệp, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại sản xuất Minh Châu. Với một slogan voi và bát, lắng nghe tiếng nói của nghệ thuật. Họ thì lại không ngừng tấn công. 88 cần phải chậm lại và đó lại là một cú dứt điểm nữa được tung ra bởi Việt Gỗ. Về mặt chiến thuật cũng như tính chuyên môn. Cú dứt điểm, một tình huống nguy hiểm và lại một lần nữa. Cơ hội dành cho 88, họ cần phải nắm bắt được cơ hội của mình. Cú dứt điểm ngay, bóng một lần nữa vụt qua khung thành quả. Giống như những gì, đây là cơ hội, cú dứt điểm không được. Cơ hội cuối cùng,
một cú dứt điểm. Một lần nữa Nguyễn Quân lại phải trổ tài. Vẫn là những quả tạt thiếu chính xác và trọng tài tra còi. Trận đấu kết thúc. Phần thưởng cho những cổ động viên có đủ sự kiên nhẫn của FC CO 1987. Một giải đấu thành công và chúng ta sẽ không thể quên được những nhà tài trợ, những người đồng hành cùng giải đấu này: Rượu Vang Cao Minh, chuyên cung cấp các sản phẩm rượu vang nhập khẩu chính hãng từ các quốc gia sản xuất rượu vang hàng đầu trên thế giới; GMF Group, công ty cổ phần dịch vụ y tế Nhật Bản tại Việt Nam, cung cấp các dịch vụ y tế tái sinh và thẩm mỹ công nghệ cao số 1 tại Nhật Bản.